thì ba cực nhỉ. Phải chỉnh trang lại trang nhạc. Cậu sau. Phải nào cậu làm thế đã thấy khúc chuyên nghiệp rồi. Cậu phải cho như này này. Rồi. Thế hôm nọ mẹ cháu bế bà tắm cho bà trời mãi cho bà thì. Đấy, bà vui không? Con cháu với đông này. Áo rất đẹp mà. Cứ đợi đổi cho bà. Đấy. Đấy. Con cháu bà sống mà lúc nhiều ai à. Nó trang nhưng mà ít like này. Tại trang nhé. Cậu bốn mẹ con mình đang thành bài câu la gì kìa. Nhìn đó. Đấy, con nhìn. Ý mà là mặt to. Có nhiều người đấy. Áo đẹp ghê cơ. Ừ, đúng rồi. Đây, cũng có người khen đẹp. Dạ, người sống ảo, người sống ảo gấp cơ, có ra ngồi tí ké kìa. Thôi được rồi, đấy. Người sống ảo mày buông. Buông từ trên xe rồi đến xuống xe. Mẹ cháu ấy. Con gái bà. Đây buồn không nghe được gì luôn nhưng bà cho đi cho buồn người ít hỏi nhưng coi à. Bọn nó không biết nó cho nó buồn nó bỏ vấp luôn. Không bao giờ mặc áo dài nhưng bà bảo là phải bôi chát mà buồn một ít mọi mà buồn một ít thôi buồn nhiều người ta biết là quê. Hỏng ra thì cháu chê hỏng ra thì hôm nay cứ phải bôi một ít để không có người ta không bôi nó ở mình ở quê không biết bôi. Bà nhà nhưng bà biết nó biết. Bà thì bà không nẵng đâu. Bây giờ bà chỉ yếu. Chứ còn bà nhớ, bà thông. Chả bao giờ bà quên. Chỉ là khuôn mặt nhìn. Đấy. Thế mùi trên xong nghe cơ. Chán rồi. Cám lại nào. Thế à Hảo. Được. À, ăn cái cơm nguội chưa? Nhìn được. Thế xong thì ăn rồi nên ngồi ghé chơi cũng được. Được rồi. Đang bàn chuyện đại sự. Bà đây là nhìn cô này này. Được, bà không nghe. Bà nghe nhưng bà già. Bà không hiểu. Bà chỉ nghe vào tai đi chứ còn bà không hiểu thế nào. Cháu cũng chi à? Ừ. Bà lên để bác Khánh giải thích cho hiểu. Không, bà hiểu mấy cái việc ấy thì bà có liên quan đến bà cũng không giải quyết được. Con cháu thông thái, bà già thì ông có khớp. Bà rất phấn khởi đấy. Đúng rồi. Đấy. Con cháu bây giờ nó trưởng thành. Trang trọng thì bà mừng. Người ta nói là con khôn cha hơn thì già có phúc mình. Đấy, cứ cha già thì là con cháu trưởng thành lại khôn. Thì cứ nối dõi mà, đúng không? Gọi là nối dõi. Trường Sơn bảo mẹ nói với bà thông cảm và chuyển lời hỏi thăm bà cho con. À ừ, thế à Trường Sơn nói cũng về nhỉ. Thế được, ừ thôi.